Alo, xin chào. Hôm nay mình làm IELTS 11, test 3, bài đọc số 1 nha. The Story of Silk. Lịch sử của vải silk, lụa tơ tằm. Trang 65 nha. Không biết là trứng rán thì cần bao nhiêu mỡ, nhưng mà thi IELTS thì cần rất nhiều từ vựng luôn. Cho nên, chăm chỉ học từ vựng trong quyển này ha. Cảm ơn anh Nguyễn Mạnh Trọng rất nhiều vì đã biên soạn quyển này để các bạn dễ học nha. Nhớ là đọc qua các câu hỏi trước để nắm từ khóa và đại ý của bài, rồi mới vô bài đọc. Rồi mình bắt đầu đoạn thứ nhất nha, dòng thứ tư nó có từ khóa là 3000 BC, tức là năm 3000 trước công nguyên. One account of the story goes that as she was taking a walk in her husband's gardens, she discovered that silkworms were responsible for the destruction of several mulberry trees. Một lời kể nói là khi mà bà ta đang đi dạo ở trong khu vườn của chồng bà ta này là Leitu, là vợ của hoàng đế đó ha, thì bà phát hiện ra là những cái con sâu tằm á là nguyên nhân của cái việc phá hoại những lá cây dâu tằm. She collected a number of cocoons and sat down to have a rest. Bà ta nhặt vài cái kén tằm và ngồi xuống nghỉ ngơi. It just so happened that while she was sipping some tea, one of the cocoons that she had collected landed in the hot tea and started to unravel into a fine thread. Tình cờ là trong khi bà ta đang nhấp vài ngụm trà, thì một trong những cái kén tằm mà bà ta vừa mới nhặt á đã rớt xuống cái tách trà nóng của bà và bắt đầu quyện lại thành một sợi chỉ đẹp, sợi chỉ mịn. Leitu found that she could wind this thread around her fingers. Leitu phát hiện ra là bà ta có thể quấn cái sợi chỉ này vòng quanh những ngón tay của bà. Subsequently, she persuaded her husband to allow her to rear silkworms on a grove of mulberry trees. Sau đó, bà thuyết phục chồng cho mình nuôi những con dâu tằm này trên những cái khóm cây dâu tằm. She also devised a special reel to draw the fibers from the cocoon into a single thread, so that they would be strong enough to be woven into fabric. Bà ta cũng phát minh ra một cái reel đặc biệt, tức là một cái guồng quay đặc biệt để mà kéo những cái sợi từ kén tằm thành một cái sợi chỉ để mà nó có thể đủ bền để dệt thành vải. Vậy mình có thể trả lời được cho câu số 1 và câu số 2 ha. Câu số 1 nó nói là khoảng năm 3000 trước công nguyên thì according to legend, theo truyền thuyết, silkworm cocoon fell into emperor's wives. Kén tằm đã rớt vô trong cái gì của vợ của hoàng đế, như vậy nó rớt vô trong trà của vợ hoàng đế ha. Cho nên là fell into emperor's wife's tea. Câu số 2 nó hỏi, Emperor's wife invented, tức là vợ của hoàng đế, đã phát minh ra cái gì để to pull out silk fibers, để mà kéo cái sợi tơ tằm ra. Như vậy, phát minh ra cái reel, ha, cái guồng quay. Vậy chữ invented nó bằng với chữ device ở bên này ha. Devise a special reel thì bằng với invented a reel. Mình sang đoạn thứ hai nha. Originally, silkworm farming was only restricted to women, and it was they who were responsible for the growing, harvesting, and weaving. Ban đầu thì việc trồng dâu nuôi tằm chỉ được giới hạn cho phụ nữ mà thôi. Và chính họ là những người chịu trách nhiệm cho việc trồng trọt, thu hoạch và dệt lụa. Vậy thì mình phải biết chữ solely ở đây này nó bằng với chữ only. Cho nên câu số 3 nó hỏi, only chỉ ai were allowed to produce silk.
chỉ ai được phép sản xuất vải siêu tơ lụa tơ tằm. Vậy thì đáp án sẽ là women. Only women were allowed to produce silk. Chỉ có phụ nữ được phép sản xuất lụa tơ tằm thôi. Rồi đọc tiếp mình sẽ thấy silk quickly grew into a similar status. Lụa tơ tằm đã nhanh chóng trở thành biểu tượng của địa vị. And originally, và ban đầu, only royalty were entitled to have clothes made of silk. Và ban đầu thì chỉ có những người trong hoàng tộc mới được phép có quần áo làm từ lụa. Vậy thì câu số 2 nó hỏi, only ai, chỉ có ai, were allowed to wear silk, mới được phép mặc lụa. Vậy đáp án sẽ là royalty, chỉ có những người trong hoàng tộc mới được phép mặc lụa tơ tằm. Rồi khúc giữa của đoạn 2 mình thấy it was also used as a unit of currency, là nó đây tức là lụa tơ tằm á, nó cũng được sử dụng như là một cái đơn vị tiền tệ. Vậy thì bên câu hỏi số 5 nó hỏi silk used as a form of, có nghĩa là được sử dụng dưới dạng gì? Currency, tiền tệ. A form of currency, unit of currency. Mình đến hai dòng cuối của đoạn thứ hai ha. The earliest indication of silk paper being used was discovered in a tomb of a noble who is estimated to have died around 168 AD. Là cái dấu chỉ sớm nhất về giấy lụa được sử dụng thì nó đã được phát hiện trong ngôi mộ của một noble, này là một cái người cao quý, thì đây mình dịch là ngôi mộ của hoàng thân, mà được ước tính là đã chết vào khoảng năm 168 sau công nguyên. Vậy thì ở bên câu số 6 nó có cái từ khóa là năm 168 AD nè. Thì cái câu hỏi nó hỏi là silk used for many purposes. Lụa tơ tằm được sử dụng với nhiều mục đích. Evidence found of, bằng chứng đã được thấy về cái gì đó made from silk around 168 AD. Cái gì đó được làm từ lụa tơ tằm khoảng năm 168 sau công nguyên. Vậy đáp án đó chính là paper. Bên này mình có là silk paper, thì ở bên này là paper made from silk, giấy được làm từ lụa. Mình sang đoạn thứ hai nha. Dòng thứ hai mình sẽ thấy có từ khóa là silk road, là con đường tơ lụa. Taking silk westward and bringing gold, silver and wool to the east, là mang tơ lụa về phía tây và đem vàng, bạc và lông cừu về phía đông. Vậy thì ở trong câu số 7 nó có cái từ khóa là merchants use silk road to take silk westward and bring back cái gì? And precious metals. Thì đáp án câu số 7 mình sẽ chọn là wool ha. Là thương buôn sử dụng con đường tơ lụa để mang lụa tơ tằm về phía tây và đem cái gì trở về? Ba chấm nè. Và những precious metals là những kim loại quý giá. Vậy thì mình có gold với lại silver là nó là precious metals, vàng bạc là kim loại quý giá. Vậy thì cái còn lại mà nó mang đó chính là wool. Cho nên đáp án của mình là wool ha, là lông cừu. Dòng kế tiếp của đoạn 3 nó nói it was named the Silk Road after its most precious commodity, which was considered to be worth more than gold. Là nó được đặt tên là con đường tơ lụa theo sau cái món hàng quý giá nhất của nó, tức là nó vận chuyển tơ lụa quý giá quá cho nên nó đặt là con đường tơ lụa đó. Which was considered to be worth more than gold, là nó được xem như là có giá trị hơn cả vàng luôn. Cho nên câu số 10 nó hỏi gold was the most valuable material transported along the Silk Road, là vàng là cái nguyên vật liệu quý giá nhất mà được vận chuyển ở con đường Silk Road. Như vậy là sai rồi ha, đâu phải vàng là quý giá nhất, tơ lụa mới quý giá nhất. Cho nên đáp án câu số 10 là false. Mình đến hai dòng cuối của đoạn 3 nha. Few merchants travel the entire route, có nghĩa là rất ít thương buôn
đi lại toàn bộ cái con đường tơ lụa này. Cho nên câu 11 nó hỏi, most tradesmen only went along certain sections of the Silk Road, là hầu hết những thương buôn chỉ đi một đoạn nào đó, những cái đoạn nào đó của con đường tơ lụa thôi. Vậy đáp án là true, đúng ha, không có đi hết toàn bộ, tức là chỉ đi những cái đoạn nào đó thôi. Nên câu số 11 đúng, đáp án true. Mình đến dòng thứ 7 của đoạn 3 nha. According to another legend, theo một cái truyền thuyết khác thì monks working for the Byzantine Emperor Justinian smuggled silkworm eggs to Constantinople. Là theo một truyền thuyết khác thì những nhà sư mà làm việc cho hoàng đế Byzantine tên là Justinian này đã smuggle, có nghĩa là buôn lậu trái phép, vận chuyển trái phép trứng sâu tầm tới Constantinople vào năm 550 sau công nguyên. Concealed inside hollow bamboo walking cans, tức là vận chuyển trái phép mấy cái trứng này và giấu mấy cái này, được giấu ở bên trong những cái cây gậy bằng tre rỗng. Vậy thì câu số 8 nó hỏi là năm 550 sau công nguyên, ai đã hide silkworm eggs in cans and take them to Constantinople? Là ai đã giấu những cái trứng sâu tầm ở trong những cái gậy và mang đến Constantinople? Như vậy đáp án là monks, là những nhà tu hành. Đây, chủ ngữ monks, động từ concealed là giấu ha, giấu nó rồi đem tới Constantinople. Rồi mình đến khúc giữa của đoạn thứ tư nha. The Byzantines were as secretive as the Chinese. Là người Byzantine cũng bí mật như là người Trung Quốc vậy. Cách đó mấy dòng thì nó nói, silk production thus pressed through Africa, Sicily and Spain as the Arabs swept through these lands. Là việc sản xuất vải lụa tơ tằm vì vậy mà lan khắp Africa, Sicily và Spain khi mà người Ả Rập càng quét những mảnh đất này. Cho nên câu số 11 nó hỏi, the Byzantines spread the practice of silk production across the West, là người Byzantine lan truyền cái việc là việc sản xuất vải lụa tơ tằm khắp phương Tây. Vậy đáp án sẽ là sai ha, false. Người Byzantine nó không có spread cái practice này đâu, nó rất là bí mật. Không phải nó mà là Ả Rập nè, swept through these lands. Rồi mình đến đoạn cuối cùng dòng thứ tư nha. In the 20th century, vào thế kỷ thứ 20, new man-made fibers such as nylon started to be used in what had traditionally been silk products. Vào thế kỷ thứ 20 thì những cái sợi nhân tạo mới, chẳng hạn như là nylon, đã bắt đầu được sử dụng ở những cái mà trước đây truyền thống là sản phẩm lụa tơ tằm. Thì bây giờ sử dụng những cái sợi nhân tạo mới, chẳng hạn như nylon. Vậy thì câu số 9 đáp án của mình sẽ là nylon, nylon ha. Có từ khóa là thế kỷ thứ 20 nè. Nylon and other man-made fibers cause decline in silk production. Là vào thế kỷ thứ 20, nylon và những cái sợi nhân tạo khác đã gây ra cái sự suy giảm trong việc sản xuất lụa tơ tằm. Dễ ha. Rồi hai dòng kế cuối của đoạn cuối nói, in more recent decades, China has gradually recaptured its position as the world's biggest producer and exporter of raw silk and silk yarn. Có nghĩa là trong những thập niên gần đây, Trung Quốc đã dần dần lấy lại vị trí của nó là nhà sản xuất và nhà xuất khẩu lớn nhất trên thế giới, xuất khẩu raw silk với lại silk yarn. Vậy nó có từ khóa là silk yarn ở đây, cho nên mình trả lời được cho câu hỏi số 13. Nó nói silk yarn makes up, là chiếm the majority of silk currently exported from China. Silk yarn nó chiếm đại đa số, phần lớn cái lượng lụa tơ tằm hiện tại đang được xuất khẩu từ Trung Quốc. Vậy đáp án là not given, không có đề cập tới trong bài.
Trong bài nó chỉ nói là Trung Quốc là nhà sản xuất và nhà xuất khẩu lớn nhất thế giới về hai cái thứ này thôi, chứ nó không nói cái thằng siêu danh là cái thằng chiếm cái thành phần nhiều nhất trong việc xuất khẩu, cho nên đáp án sẽ là not given. Rồi, vậy là mình xong một bài nữa rồi ha. Cô chúc các trẻ chăm chỉ để học giỏi giống như cô Captain Ben nha. Bye bye, hẹn gặp lại ở clip kế tiếp.